Đó là cái chuyện mà hai cái chuyện mà tôi muốn nói. Giờ mình vô cái vấn đề đích đi học ha, đích đi học ha. Thì theo tôi đó thì có đích ở nhà nó cũng bị, ở nhà nó cũng bị thôi. À, mà rõ ràng hiện nay đó thì bị rất là nhiều, bị nhiều lắm, và cái tỷ lệ mà nó nhập viện cần thở oxy thấp lắm, thấp lắm. À, thường thường đó, nó nặng đó, là nó vô vì cái bệnh nền chứ không phải vô bị COVID. Thứ hai là nó bệnh COVID sau nó bị sốt xuất huyết đó. Bây giờ hiện nay là cái đó, là nhiều khi mình không không nghĩ nó là COVID, mình cứ nghĩ nó là mình không nghĩ là sốt xuất huyết, mình cứ nghĩ nó là COVID. À, thành ra COVID mà một đứa nhỏ nào mà nó sốt cao á, trên 48 tiếng phải cẩn thận, tại vì theo tôi thấy là đa số cái đứa nhỏ COVID nó sốt không có cao lắm, và ít khi nào nó sốt quá 3 ngày lắm, theo tôi thấy đó. Nha, tại vì người ta điện thoại cho tôi nhiều lắm thì nó hết rất là nhanh, cho nên mình chỉ sợ cái đứa nào mà nó trùng thêm một cái bệnh khác mình không để ý thôi. Nha, chữa rất là cực. Nha, rồi được những cái đứa mà nó có bệnh nền mà bệnh gì nó cũng nặng, và đặc biệt là cái đứa dư cân nha, dư cân và BMI nó trên 30 là kinh khủng lắm. Cho nên bây giờ mình nói về con nít á, ha, con nít á, ở nhà nó cũng bệnh và rõ ràng nó bệnh nhẹ nha. Từ cái thời giãn cách mình thấy là con nít nó cũng bệnh đó chứ, nhưng mà nó ít hơn, tại vì người lớn ít bệnh, thành ra nó chưa có lây cho con nít. Rồi khi mà nó hết giãn cách và người lớn chích ngừa rồi á, mà người con nít nó chưa đi ra đường á, chưa được đi ra đường, lúc đó là chúng ta biết là nó mà mở cái thành phố Hồ Chí Minh mở ra từng vùng 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 đúng không, từng vùng thì nít ở nhà đâu được đi đâu, tại nó đâu có chích được hai mũi đâu, nó vẫn bệnh, nó vẫn bệnh, mà bệnh nó cũng không nặng luôn, không nặng luôn. Bây giờ bắt đầu mình mở cửa ra mà nó chưa đi học đúng không, nó chưa đi học, nó đàn xóm nó chơi, có khi nó chơi nó lây cả xóm luôn, mấy đứa nít chơi nhau lây cả 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 nít nhau, nó cũng nhẹ, nó cũng nhẹ. Hoặc là bây giờ có một số đứa nó chưa đi học nhưng mà nó đi ăn hàng quán gì đó, rồi nó cũng bị lây. Nhưng mà tôi cũng không thấy đứa nào nó nặng tới cái mức mà mình quá đáng lo là con nít nó bị nặng. À, cho nên nếu mà mình nói là nó ở nhà nó an toàn thì không. Nếu mình nói đừng tới trường nó an toàn thì tôi không nghĩ như vậy. Nó ở đâu nó cũng không an toàn. Nhưng mà được cái là nó bị nhẹ. Được cái bị nhẹ. À, cho nên nếu mình nói là ở trường không an toàn bằng ở hàng xóm, sai. Đúng không? Tại vì ở trong trường kiểm soát kỹ hơn, còn xóm nó chạy tưa lớp nó không có biết được. Hoặc là ở trường không an toàn hơn nó đi ra quán nó chơi, nó đi ăn với người lớn là sai luôn. Đúng không? Tại vì trong trường người ta có phải kiểm soát được. Nhưng mà trong trường thì sao? Trong trường có thể mình có một cái nỗi lo là nó quá đông con nít. À, quá đông con nít. Thì cái việc đó là việc mình phải kiểm soát trong trường thôi nha, việc kiểm soát trong trường thôi. Và nếu như năm, tôi ví dụ nha, năm đứa nhỏ chơi với nhau từ đầu tới cuối mà năm đứa đó không đứa nào bị hết, nó vô trong trường nó cũng chơi nhau vậy thì làm sao nó bị được, chỉ có người khác nhảy vô nó mới lây cho nó thôi. À, thành ra mình nói là vô trường nó nguy cơ hơn ở nhà thì chưa chắc, nguy cơ ở ngoài cộng đồng thì chưa chắc. À, như vậy thì nếu nó đi học mà nó chỉ có từ trường về nhà, từ nhà vô trường, đừng đi lung tung, đừng đi lung tung, thì nó sẽ an toàn hơn nếu cái trường nó không ai bị và cái nhà nó cũng không ai bị. Hoặc là nó từ nhà nó đi vô cái lớp đó thôi, xong cái tự lớp đi về thôi, thì chắc chắn nó không ảnh hưởng bởi cái lớp khác nó bị bệnh, chắc chắn nó không ảnh hưởng bởi cái lớp khác bị bệnh. Như vậy thì trong trường nó nguy cơ gì? Nguy cơ có khả năng là nó bị từ nhà nó vô ha, hoặc là cô giáo, hoặc là người tới thăm lấy cho nó ha. Thì cái đó người tới thăm cũng mang khẩu trang, là người tới thăm thì không đừng có vô, là cô giáo thế nào đó, thì mình kiểm soát được cái đó, đó thì không chắc gì nó vô trường nó không an toàn. Theo tôi nghĩ là không chắc gì nó vô trường nó không an toàn, có khả năng là nó an toàn hơn. Tại vì sao? Ở nhà mình đi làm nó đi chơi đúng không, mà ở nhà thì một người canh mất việc của người lớn nha. Thì như vậy á, chúng ta đừng có suy nghĩ là ở nhà nó sẽ an toàn hơn, rồi nó cũng bệnh thôi, vấn đề nó bị trước hay bị sau thôi. À, vậy chứ sao nào? Cái thứ hai là bây giờ mình nói một em bé lớn đi, nó chích ngừa xong nó được đi học đi. Nếu mình nói nó chích ngừa xong đi học nó không bệnh, không đúng, không đúng. Có những đứa chưa đi học chích ngừa rồi cũng bị, nhưng mà nó bị nhẹ. Nè, chích ngừa rồi hai mũi rồi, một mũi có hai mũi có, nó cũng bị luôn. Nè, nó cũng bị luôn. Như vậy thì sao? Như vậy thì chúng ta không thể nói là ở nhà
đi chơi vòng quanh trong nhà, đi chơi ăn quán an toàn hơn đi học. Mình cũng không thể nói là chờ cho nó chích ngừa hết đi để đi học. Đi học chích ngừa xong nó vẫn bị nha, chích ngừa xong nó vẫn bị. Thì như vậy thì cái tâm lý, theo tôi cái tâm lý của người mà không có cho muốn con đi học đó, nó có hai cái tâm lý. Tâm lý thứ nhất đó, là mình không biết được đứa nhỏ nó bị đó, thì nó có nặng không nha, nó bị nó có nặng không. Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy là nó bị rất là nhẹ. Thứ hai, có thể cái tâm lý được rất là ghê gớm là gì nè, lỡ nó đi học vô đó, đó nó không có bị mà cái đứa khác bị, cái đứa khác bị bắt đầu mới đè nó ra, ngoáy mũi ngoáy này ngoáy kia rồi nhốt lại cắt đi tùm lum lắm làm màu màu hết, thì chắc chắn là ta rất là sợ. Hả? Ta rất là sợ, rất là sợ. Ví dụ như là ở nhà mình, theo tôi ở nhà mình á, mà có một người lớn bị mà con nít nó không có triệu chứng gì thì kệ mồ đó. Theo tôi nó chưa có triệu chứng gì kệ nó, đừng có làm gì đó. Bao giờ nó có triệu chứng gì nguy hiểm mình hãy làm, tại vì nó ở trong nhà thì nó cũng đã bị lấy rồi. Đã. Như vậy thì khi đi học á, khi đi học á, thì nếu một đứa bị thì mình tách nó ra thôi, hoặc là mình nó học theo từng cụm cái lớp đó thôi thì mình theo dõi cái lớp thôi. Chứ còn bây giờ mình nói đi học bị một đứa đè mấy đứa kia ra xét nghiệm thì không ai dám cho đi học hết. Hoặc là bây giờ nó đi học bị một đứa cái mình mang nguyên cái đó nhóm đứa kia mình đi cách ly thì rất là vô lý, rất là vô lý. Có thể nó nghỉ học ở nhà theo dõi hay sao đó thôi, chứ còn nếu mình không có một cái kế hoạch rõ ràng khi mà mình đi học á, khi mình đi học mà mình không có kế hoạch sẵn là nếu con đứa bị làm gì đó, thì mình đừng xét nghiệm. Tại vì mình không xét nghiệm thì không bao giờ nó bị, đúng không? Nếu mình không xét nghiệm thì sao biết nó bị, nó bị gì thì kệ kệ màu nó. Bây giờ đứa nào nó cần đi bệnh viện thì mới tính. Thì như vậy thì mình mới có được cái tình huống là rất thấp, cái tình huống là tự nhiên con đứa bị. Còn nếu mình đè ra mình xét nghiệm là tình cờ là mình ở nhà bị, mình vô mình kéo là mình làm lung tung đó, thì chắc chắn là không thể nào đi học được. Tại vì mình làm sao mình nói là hết bệnh được, không thể nào được, nó cứ có như vậy hoài lai 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 miễn sao nó bệnh nó không nặng. Thứ hai là bây giờ mình suy nghĩ là con nít không có ý thức đó. Con nít không có ý thức, con nít nhỏ đúng là không ý thức, nhưng mà nó ở khu vực của nó thôi, đúng không? Con nít lớn mình nghĩ là ý thức nhưng mà đi lung tung. Đi lung tung tại vì mình chở nó tới trường nó chưa, nó chạy đi chỗ này chỗ kia, nhưng mà con nít nhỏ thì nó ở trong đúng cái cụm nó thôi, nó không ý thức thiệt là đúng thiệt à, nhưng mà nó đi chỉ nằm vòng trong cái cụm nó thôi à, chứ nó đâu có đi mình kiểm soát nó được. Mình dặn nó à, con nghĩ chơi đây thôi thì nó chơi đây, còn con nít lớn là nó ra chơi nó chạy tùm lum, hoặc là nó đi về xong nó đâu có về, nó xẹt cái này xẹt chỗ kia thì chưa chắc là con nít nhỏ, nhưng nít lớn nguy cơ cao hơn ít hơn. Và theo tôi thì con nít càng nhỏ nó bị càng nhẹ cho nên bây giờ mình nói là bây giờ đừng có đi học thì không biết chừng nào đi học, nó để cho ít dịch bệnh không có, nó cứ lây ra tại mình sống sống chung với lại cái môi trường này rồi ha, ngay cả mình chích ngừa 2 mũi 3 mũi gì đó thì nó cũng như vậy thôi, nó cũng như vậy thôi ha. Cho nên nếu mình làm tốt cái việc, cũng có thể là mình có thể làm thí điểm ha, mình làm thí điểm hay sao đó, nhưng nếu mình làm tốt cái việc là cô giáo vô trường cũng phải bảo an toàn ha, về nhà cũng đúng cái nghề của mình an toàn. Thứ hai, giữ khoảng cách tốt nhất có thể. Thứ ba, dạy các con là sinh hoạt từng cụm thôi. À, rồi mình thăm dò. Thế thôi, ra chơi thì đứng cụm nào, trong phòng đứng cụm nào. Tôi không nghĩ là nó ngồi học nó lây. Mà nó chơi á, nó chơi nó mới lây. Tại học nó ngồi cùng hướng mà, và cái phòng mình nó thoáng nữa. À, nó thoáng, nó rộng nó thì không đến nỗi mà ghê gớm lắm. Nó cũng 1, 2, 3 đứa thôi. À, như vậy thì chuyện học hay học là chuyện của ngành à, nhưng mà theo tôi thì tôi không có lo là nó mất cái bài à, nhưng mà nói thật với các bạn là bây giờ mình thử ngồi suy nghĩ xem à, những cái đứa nhỏ đó mà nó cần phát triển không phải là cái tư duy về về kiến thức không đâu, mà nó cần học về những cái cảm xúc của người lớn, cảm xúc của bạn bè, mà tối ngày nó ở trong nhà không thì nó học được cái cảm xúc gì, có thể nó trì trệ luôn cả một cái thế hệ chứ không phải giỡn. Đặc biệt là cái đứa 2, 3, 4 tuổi rồi, cái đứa nhỏ nó ở đâu, nó đâu có được đi ra ngoài chơi với ai đâu, đi ra ngoài thì thấy toàn là người mang khẩu trang không, thì bố mẹ nó làm sao mà cười nói mà nó hiểu nhiều bằng nó đi nó gặp bạn nó rồi nó đi nó gặp cô nó rồi
đi gặp người này người kia, nó cảm xúc, nó nhận nhận diện vô cái đầu óc nó rất là quan trọng. Thành ra bây giờ mà chích ngừa cho người lớn rồi, người lớn có thêm ý thức nữa, trong nhà có con thì làm sao, người có trong nhà có con và có ông bà thì làm sao, thì cái đó mình phải làm như vậy thì mình mới có thể hòa nhập được thôi. Chứ còn theo tôi thì đúng là các bạn rất là sợ, tự nhiên bây giờ con tôi không có gì hết tại vì nó đi học mà nó bị ngoáy mũi, thì cái đó là của nhà quản lý. Nhà quản lý tôi hay nói là bây giờ có một trong nhà có một hai vợ chồng bị bệnh mà hai đứa con nó vẫn chơi thì kệ mồ đó, đúng không? Nó đó, thì nếu mà nó bị thì nó hết, hết thì thôi. Còn nó bị không thể nào mà nó bị mà nó không, mình nhìn không biết nó nặng, tại nó cũng rất là giống với lại những cái bệnh lý khác thôi, nó cũng phải thở mệt chứ không lẽ tự nhiên nó nặng làm cái gì. Nó bị nó cũng tự hết thôi đó. Và thường thường thì nó thì con nít thì nó hơi 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 chậm mà thải virus ra hơn người lớn đó. Thì như vậy thì nếu mà nó không, hai ví dụ hai vợ chồng bị, hai đứa nhỏ nó khỏe kệ mồ nó, đúng không? Giờ nó đi học cũng vậy thôi, một đứa bị mà mấy đứa nó khỏe thì mình cứ giữ mấy đứa kia ở nhà tầm khoảng chừng mười mấy ngày hay là 7-10 ngày đó cho đi học lại. Chứ bây giờ mình cứ đè ra mình ngoáy vậy ai mà dám mà cho con đi học, đúng không? Thành ra cái chính không phải là học như thế nào, mà cái chính là khi có một ca khi có một ca bệnh ở trong trường thì mình làm cái gì cho nó hợp lý thôi. Chỉ còn mình đừng có mong là chích ngừa hết thì không có ca nào, không bao giờ, cũng có thể xảy ra thôi. Tại vì đâu có bao giờ mà vaccine mà nó ngừa được 100%. Nếu mà chúng ta nghĩ đó là một cái bệnh nhẹ mà nó không lây thêm cho ai, mà ai cũng chích ngừa rồi, thì nó lây cho người lớn cũng giống như người lớn đi ra ngoài chơi bị lây thôi, đúng không? Người lớn đi ra ngoài nguy cơ cao hơn là đổ thừa cho nó lây. Thường thường là người lớn lây cho con nít, chứ con nít là người lớn. Như vậy thì mình cố gắng làm sao cái chuỗi từ nhà tới trường nó an toàn, đừng đi sẹt chỗ này chỗ kia. Từ trường về nhà cũng đừng sẹt chỗ này chỗ kia đó, rồi trong trường mình làm từng cụm như vậy thì rồi nó cũng xong thôi. Chứ còn các bạn đừng có mơ là bây giờ kiếm cái thuốc nào chích cho cái đứa mầm non, chỉ có Cuba là nó sản xuất được cái thuốc mà cứ nó chút ác cũng chích luôn. Tại nó hai nhóm là đó. Như vậy thì bây giờ mình muốn chờ tới nhà đi học, chờ tới đại học, ngoại trừ trường hợp là cả thế giới này hay là cả cái nước Việt Nam này nó không còn ai bệnh hết, nó tỷ lệ rất là thấp, thì lúc đó thì không biết nó học cái gì nữa. Thì như vậy thì nói chung là mình chờ zero F0 để cho con nít học là không bao giờ. Tại vì miễn dịch bây giờ nó đã ở ngoài cộng đồng rồi. Mình chờ nó thuần, bây giờ mình chờ nó thuần tức là thuần để cho nó đừng có hại con nít nữa, thì bây giờ nó cũng không hại nít nhiều đâu. Nó cũng không nổi hại nít, delta gì nó cũng không hại nít nhiều đâu. Rồi mình muốn cho nó không bao giờ có một đứa bệnh nặng thì trên đời này không có bệnh đó. Con nít có những cái bệnh vậy á, quan trọng là mình phát hiện sớm, mình cách ly sao đó. Rồi mình nói là bây giờ nó đi học nó đừng lây cho ai thì không bao giờ được. Thành ra cuối cùng tôi thấy là bây giờ không phải không học là lẽ đương nhiên nhà quản lý rồi, và cũng có thể là người ta thử nghiệm. Nhưng cái quan trọng nhất là cái chuỗi đi từ nhà tới trường, từ trường về nhà, rồi trong trường hạn chế lại chút, đừng có thoải mái. Khi mà nó có vấn đề giải quyết rất là gọn, đừng có nháo nhào lên. Và tôi nghĩ là trường mình phải làm một cái kịch bản, ví dụ như là trong nhà, ví dụ như là tình cờ phát hiện ra trong nhà của cái em gì đó có bố mẹ là F0 thì em nó nên ở nhà hay là theo dõi mấy em kia thôi, chứ mình chọc máy tùm lum làm gì. Hoặc là tình cờ nó đang đi học xong nó đi về rồi, nó có chơi với đứa nào trong trường phát hiện ra, hoặc nó sốt nặng quá đi bệnh viện, bệnh viện nó phát hiện ra, thì mình vẽ những cái kịch bản đó thôi, chứ mình đừng có móc mũi tùm lum la cái chuyện nó về nhà, chứ đừng có làm cho nó quá sức mà là căng thẳng cho các con ở trong trường. Thì bố mẹ không bao giờ mà dám cho đi học hết đó. Thì tôi nghĩ cái vấn đề đi học nó là như vậy, trước sau nó học thôi. Tôi nói thật các bạn là tôi không sợ là nó mất cái kiến thức, nhưng mà tôi sợ nó mất đi cái cảm xúc. Còn mình nói là bây giờ con người lớn, con trẻ lớn nó có ý thức, nó chích ngừa rồi, y chang. Trẻ lớn nó còn đi chơi còn dữ nữa. Còn có một cái nữa, bây giờ nó khổ cái đứa này nè. Bây giờ mình nói là bây giờ cho nó hồng bụi thôi. Tại vì nó ở chung nhau nó là gì lắm.
Nhưng mà cái đó là cái trường chật, nhưng mà cái trường rộng thì nó cũng tách ra từ nhóm nhóm, ăn xen kẽ sao nó không biết. Đấy. Nhưng mà nếu như vậy thì mình cho nó học nửa buổi thì ba má làm sao đi làm thì sao đi rước được, nó cũng vậy thôi, cũng vậy đó. Mà cái nguy cơ nó cũng ngang nhau thôi, tại vì nó đã chơi với nhau rồi thì nó ăn với nhau nó cũng vậy thôi. Còn trong công việc của mình á, thì có thể khác, ví dụ mình người lớn, mình làm việc mình cắm cúi, mình đeo khẩu trang, là lúc mình ăn mà nói chuyện nó lây cho con nít nó chơi với nhau, mà đặc biệt nít nhỏ mà đó, thì ra nó theo từng cụm đó. Đó, cho nên theo tôi nghĩ thì rồi nó cũng phải tới rồi. Bây giờ mình xét cuối cùng lại đi. Một, theo tôi nói là nó an toàn về cái khía cạnh sức khỏe, cho tới hiện nay nó không hại đứa nào đó. Những đứa đó rất là đặc biệt, những đứa đó rất là đặc biệt thì cái bệnh gì nó cũng nặng hết, thì mình canh cái đứa đó để mà mình chữa, phát hiện sớm. Thứ hai, ở nhà cũng bị đi học không chắc là bị nhiều hơn ở nhà, bởi vì ở nhà nó đi chơi đi ăn hàng nó cũng có thể bị lây, mà trong khi ở nhà nó quá nhiều gánh nặng, hiện nay nó quá nhiều gánh nặng ở xung quanh của đứa trẻ ở nhà. Học online tôi rất là sợ, tôi nói thật á, online mà tầm lớp 1 đổ lại nó biết cái gì đâu mà nó học. Thứ hai là hiện nay cái gánh nặng ghê gớm nhất là đứa nào cũng nheo 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 mắt, đứa nào cũng nhức đầu ngủ không đủ, rồi nó ngồi trước màn hình như mày hoài. Rồi thứ ba là cái cảm xúc của nó, cảm xúc nó không còn nữa. Thí dụ như sinh viên thì nó học sao cũng được, còn chú trẻ nhỏ thì nó phải 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 đi. Cho nên vấn đề không phải là lý thuyết, không phải là cái trình độ về, về học vấn không, mà nó còn cái cảm xúc và rất nhiều thứ ảnh hưởng tới nó khi nó học học online một cách rất là dài. Còn sinh viên nó ngồi nó học sao kệ nó, hoặc là trẻ lớn thì không làm gì đó. Cho nên như vậy thì cuối cùng ở nhà hay ở trường, giống ở nhà hay là đi học giống nhau, không có cái gì khác hết. Vấn đề chỗ là trong trường mình tổ chức làm sao cho nó gọn, và khi có sự cố mình làm cũng thật là gọn, bởi vì ở nhà khi bố mẹ nó bệnh bố mẹ nó cũng giải quyết rất là nhẹ nhàng. Việc gì đâu mà tôi sợ nhất là cái chuyện là rối lên, con đứa nháo nhào lên. Vấn đề chỗ là gì, nhiều khi mình không không nó bệnh thì không sao, mà người lớn nháo nhào lên làm tùm lum hết, nó cũng mệt nữa đó. Thì tôi thấy tâm lý thường thường con nít đó là nó bị ảnh hưởng của người lớn nhiều. Nhưng mà con nít lớn thì mình phải giải thích cho nó, chứ còn nó cũng bị stress đó. Thì như vậy, nói tóm lại cái chuyện đi học nó là như vậy, theo tôi nó là như vậy. Còn lẽ đương nhiên cái quyết định nó không phải là của tôi nói vậy thôi, chứ còn làm sao mà tôi quyết định được cái gì nha. Còn cái đó là chuyện của phụ huynh đó.